Đây là cách tạo phụ đề chữ chạy theo lời nói cực kỳ đơn giản trên TikTok, chỉ cần một nút bấm, bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết, cùng làm với mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở TikTok lên nè. Rồi các bạn chọn vào dấu cộng nè. Tìm cái video của mình ha. Tiếp tục nhấn vào chữ tiếp nè. Rồi chọn tiếp nè. Ở đây các bạn lưu ý cho mình chỗ là tùy chọn khác nè. Rồi cái phần này cho phép phụ đề được tạo tự động, các bạn ấn vào nè. Rồi vậy là xong. Bạn chỉ việc đăng lên nữa là xong, rất là đơn giản nha các bạn.